Cô chào tất cả các em. Tiếp theo chủ điểm thế giới rừng xanh. Trong tuần này, chúng ta sẽ học chủ điểm 26, muôn loài chung sống. Và bài học đầu tiên là bài chia sẻ và đọc Hươu cao cổ. Trước khi vào bài, cô mời các em đứng dậy, hát và vận động theo nhạc bài hát Em là học sinh lớp 2. Bây giờ các em hãy mở sách giáo khoa trang 64, phần chia sẻ, chúng ta sẽ tham gia một trò chơi. Trò chơi có tên là đố vui, cách chơi như sau. Có 4 câu hỏi về các con vật. Sau khi cô đọc câu hỏi, các em hãy suy nghĩ và trả lời trong thời gian là 15 giây. Chúng ta cùng thi xem ai trả lời đúng được nhiều câu hỏi nhất nhé. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Con gì có bướu trên lưng, trời nắng cổ khát, vẫn băng đường dài. 15 giây suy nghĩ, bắt đầu. Đáp án của các em là gì nào? Đáp án của cô chính là con lạc đà. Lạc đà là loài vật lớn nhất sống được ở trên sa mạc và các vùng khô cằn thiếu nước uống. Chúng có bướu ở trên lưng, đó chính là các mô mỡ giúp chúng có thể sống được nhiều ngày khi không có thức ăn và nước uống. Người ta thường nuôi lạc đà để vận chuyển hàng hóa đi qua sa mạc đấy các em ạ. Tiếp theo câu hỏi số 2. Câu 2. Con gì sống mũi mọc sừng, mình mặc áo giáp, khỏe không ai bằng? 15 giây suy nghĩ bắt đầu. Thời gian đã hết rồi, chúng ta cùng kiểm tra đáp án nhé. Đáp án chính là
Tê giác. Tê giác là một trong những động vật lớn nhất sống trên cạn. Chúng thường ăn cỏ và lá cây. Trên đầu chúng có một hoặc hai sừng và chúng có lớp da bảo vệ rất dày. Tê giác là loài động vật quý hiếm. Người ta bắt săn bắt tê giác để lấy sừng làm đồ trang trí hoặc sử dụng trong y học cổ truyền. Chính vì thế, nhiều loài tê giác đã bị tuyệt chủng. Chúng ta cần bảo vệ, không được săn bắt chúng. Câu hỏi thứ 3. Con gì đuôi ngắn, tai dài, mắt hồng, lông mượt, có tài chạy nhanh? Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Đáp án của câu 3 đó là thỏ. Con thỏ rất thân quen với các em rồi đúng không nào? Chúng có bộ lông mềm mượt, đôi tai dài nhìn rất đáng yêu. Thức ăn của thỏ là các loại rau củ lá cây đấy. Câu hỏi thứ 4 cũng là câu hỏi cuối cùng. Các em cùng chú ý lắng nghe nhé. Câu 4. Truyền cành mau lẹ, có cái đuôi bông, hạt rẻ thích ăn, còn gì thế nhỉ? Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Thời gian suy nghĩ hết rồi, đáp án của các em là gì? Đáp án của cô chính là con sóc. Sóc là một loài động vật nhỏ, thường sống trong các hốc cây to. Chúng thường ăn các loại quả chín và hạt quả như là hạt rẻ, hạt xôi. Đây chính là hình ảnh của một con sóc đấy. Vậy là các câu hỏi của trò chơi đố vui đã hết rồi. Các em đã trả lời được đúng bao nhiêu câu hỏi? Cô nghĩ là tất cả các em đã trả lời đúng đấy. Vậy có bạn nào biết bài thơ hoặc bài hát nào về một loài động vật trong rừng không? Các em hãy đọc thơ hoặc hát cho ông bà và bố mẹ của mình nghe nhé. Cô cũng biết một bài hát nói về một loài vật sống trong rừng, đó chính là loài voi. Và bài hát có tên là Chú Voi Con ở Bản Đôn của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Các em hãy nghe và hát cùng cô nào. Voi con ơi, voi con ơi, lại lăn nhanh con thân mình to, trong tay nguyên cần nhiều voi, con sức
Các con vật mà các em vừa được tìm hiểu đều là các loài thú trong rừng xanh. Chúng sống hòa thuận với nhau. Và mở đầu chủ điểm muôn loài chung sống, các em sẽ được làm quen với một loài thú hoang dã sống chủ yếu ở châu Phi, có chiều cao không loài nào sánh kịp. Đó chính là hươu cao cổ. Cô và các em cùng đọc bài. Hươu cao cổ. Không con vật nào trên trái đất thời nay có thể sánh với hươu cao cổ về chiều cao. Chú hươu cao nhất cao tới gần 6 mét, tức là chú ta có thể ngó được vào cửa sổ tầng 2 của một ngôi nhà. Chiếc cổ dài của hươu cao cổ giúp hươu với tới những cành lá trên cao và dễ dàng phát hiện kẻ thù. Nó chỉ bất tiện khi hươu cúi thấp xuống thấp. Khi đó, hươu cao cổ phải xoạc hai chân trước thật rộng mới cúi được đầu xuống vũng nước để uống. Hươu cao cổ không bao giờ tranh giành thức ăn hay nơi ở với bất kỳ loài vật nào. Trên đồng cỏ, hươu cao cổ sống hòa bình với nhiều loài vật ăn cỏ khác như linh dương, đà điểu, ngựa vằn. Theo sách bí ẩn loài vật, các em đọc tiếp phần chú giải. Bất tiện là không thuận tiện, tranh giành, tranh nhau để giành lấy. Hươu, trái đất, cửa sổ, tranh giành. Chúng ta cùng luyện đọc lại nhé. Hươu, trái đất, cửa sổ, tranh giành. Trong bài đọc còn có một số câu dài, các em hãy quan sát và đọc cùng cô. Nó chỉ bất tiện khi hươu cúi xuống thấp. Khi đó, hươu cao cổ phải xoạc hai chân trước thật rộng mới cúi được đầu xuống vũng nước để uống. Hươu cao cổ không bao giờ tranh giành thức ăn hay nơi ở với bất kỳ loài vật nào. Chúng ta cùng luyện đọc lại một lần nữa nhé. Nó chỉ bất tiện khi hươu cúi xuống thấp. Khi đó, hươu cao cổ phải xoạc hai chân trước thật rộng mới cúi được đầu xuống vũng nước để uống. Hươu cao cổ không bao giờ tranh giành thức ăn hay nơi ở với bất kỳ loài vật nào. Ở nhà, các em hãy luyện đọc bài thật nhiều lần, chú ý các từ khó và nghỉ hơi đúng ở câu dài nhé. Giờ học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chào và hẹn gặp lại các em trong các giờ học.